Xin chào toàn thể anh chị em nhá. Hôm nay tiếp tục em về được một cái lô iPad 3 Pro, iPad Pro của thương hiệu Apple, và hàng này nó là hàng xuất sang Nhật anh em nhá. Hàng gia công xuất sang Nhật luôn này, California made in Japan này. Đấy thì hôm nay có về được cả cái lô màu đen như này. Đấy, màu này màu limited anh em nhá. Đấy, hàng thì có nguyên seal này, em vừa bóc ra em check thử một con rồi, lát em cho chia sẻ luôn. Đó. Ở đây thì nó có iPod này, iPod Pro Win Changling cái gì em cũng đọc. Đây, Apple in California made in Japan này em anh em nhá. Rồi, không nói nhiều nữa. Hôm nay em về thêm cả màu đen này, được mấy hộp. Chỗ này được khoảng đâu đó khoảng 10 hộp. Và đây là màu trắng. Anh em thích màu trắng thì có cả màu trắng luôn nhá. Đấy, âm thanh thì quá là tuyệt vời luôn. Lát em chia sẻ trực tiếp đến anh em luôn. Rồi, ok này, màu đen này. Ở đây thì sách hướng dẫn này thì nó cũng như con bao khác thôi. Đấy, sách hướng dẫn thì bỏ qua nhá. Rồi, ở đây thì cáp sạc này và những cái núm tai nghe, và nó tặng kèm thêm để anh em mình thay thế đây. Rồi, ok, màu đen của nó như thế này anh em nhá, màu đen của nó như này. Đấy, mở nắp rô đó, rất là xịn sò luôn anh em này. Ở trong này thì cũng có thông tin nhá, trong này cũng có thông tin này. Ở đây là made in Japan màu đen. Đấy, rất xịn sò, và cái bản lề này cũng tương đối chắc chắn này. Đó, ở đằng sau này thì nó có một vài chữ Apple in California đấy, và một số những cái thông tin ở đây em cũng khó đọc đấy, in Japan anh em nhá. Cái con này hai cái nữa như này đấy, hai cái nữa như này anh em này. Thông tin của nó thì nó cũng có ở trên này hết này, có mã số này đấy, ở đây chữ nhỏ quá nên là cũng không thể nào focus được cho anh em hết này. Đấy, để em sẽ lấy nét thử cho anh em coi xem có lấy được không nào. Đấy, nói tóm lại là ở đây là có cái mã số, là đây chữ mắt thường cũng rất là khó nhìn, 84 Japan đấy, ở hai những cái dòng chữ ở đây nhá anh em nhá, có những cái dòng chữ ở đây hết. Rồi, ở đây là những cái nút cảm biến này, nút cảm biến ở đây đấy, cảm ứng. Rồi, em sẽ hướng dẫn anh em cách kết nối luôn nhá. Con màu trắng này cũng vậy này, các bác thích màu nào cũng có luôn. Đấy, màu trắng thì em thích màu trắng, không biết là anh em thích màu nào. Đấy. Rồi, ok. Đấy, anh em nhìn chưa? A2083 Japan anh em nhá. Đấy, thông tin của nó ở đó. Đấy. Ok, màu đen đây. Màu đen thì nhìn qua hình ảnh thì các bác khó nhìn hơn. Đấy, nhìn qua hình ảnh khó nhìn hơn. Bây giờ em hướng dẫn mọi người cách kết nối nhá. Dòng này anh em lưu ý nhá, anh em có thể xài được cả Android rồi Oppo, nói chung là hệ điều hành Android và Apple. Đấy, nhưng mà dòng này nó là dòng Apple mà. Đấy, cách kết nối thì như này, mọi người mở ra này. Đấy, iPhone nó sẽ hỏi kết nối luôn. Đấy, mình sẽ ấn ngay vào từ kết nối luôn này anh em nhá. Kết nối luôn. Rồi, nó sẽ báo mình ấn cái nút đằng sau này. Thì mình ấn vô. Đấy, ấn vào giữ nhá, ấn vào giữ. Đó, mọi người thấy không? Bắt đầu kết nối luôn. Rồi, Samsung thì kết nối dễ hơn, anh em vào cái mục Bluetooth và mình sẽ tìm đến cái thiết bị này và mình sẽ ghép vô thôi. Ở đây này. Tiếp tục này. Đấy, mọi người chờ chút, ở đây nó thông báo này. Ưu đãi đặc biệt từ Music này. Rồi, cập nhật ngay thôi, cái này để sau nhá. Nhận 6 tháng nghe nhạc miễn phí, bỏ qua cái bước này đi. Đấy, rồi ok anh em này. Rồi sẽ là ấy thôi. Đây nó sẽ báo dòng đế sạc này, cốc sạc, cái pin của nó còn bao nhiêu và hai tai nghe của nó là còn bao nhiêu. Đấy thì nó sẽ thông báo hết anh em nhá, thông báo hết. Đấy, còn bác nào mà chưa cập nhật được cái hệ điều hành mới nhất thì anh em cập nhật lên để mình trải nghiệm thôi. Đấy. Con này cảm biến và nghe tính năng xuyên âm này. Xuyên âm đây, anh em vào cái mục ở đây này, cài đặt này. Vào mục cài đặt nhá. Mình vào cái phần kết nối này. Tiếng khử tiếng ồn này. Đấy, tắt này, rồi là xuyên âm này, nghe xuyên âm nhá. Tên thì anh em có thể thay đổi tên ở đây đây. Đấy thì kiểm soát bên bên trái bên phải anh em tự điều khiển nhá. Đấy, rồi anh em có thể là vào để test âm thanh luôn. Đấy, test âm thanh ở đây này.
mục âm thanh không gian này. Đấy, thì mình sẽ ấn vào đây xong. Đấy, một số các thông tin khác này. Đấy, thì anh em cứ mày mò vào và nó sẽ ra nhá. Đấy, kiểu máy AirPods 3 Pro, AirPods Pro mọi người nhá. Rồi, ok, chất lượng âm thanh thì nghe cực đã luôn, em nói thật. Đấy, rất là ấm, xuyên nâm, khử tiếng ồn, các kiểu. Màu này màu đen rất là đẹp. Màu đen rất là đẹp thì nó về là có vài hộp như này, hàng nguyên sale nhá. Hàng nguyên sale, nguyên đai, nguyên đát luôn này. Đấy, rồi, ok. Có cả màu trắng, màu đen, anh em thích cái màu nào thì báo em. Đấy, giá em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 250.000 đồng các bác nhá. 250.000 đồng trên một chiếc như này. Đấy, anh em về kết nối vào cái gì cũng được. Samsung cũng được mọi người nhá, Samsung thì kết nối nó cũng dễ dàng thôi. Thời tiết nắng nóng em lại lên chia sẻ đến các bác đó là những cái bình giữ nhiệt. Đấy, bình giữ nhiệt pha trà anh em này. Con này thì nó là cái bình Roshirushi, dung tích của nó 1 lít để anh em pha cà phê hãm trà vào đây. Đấy, hãm trà vào đây. Thì em dùng cái loại này thì rất là hay, mọi người bỏ đá vô và nó giữ nhiệt cho anh chị em, nó hút ẩm trên không và được làm bằng ni lông hai lớp nhá, mọi người nhá. Được làm bằng ni lông hai lớp đấy, mọi người bỏ 4-5 viên đá vào đây cho em này. Đấy, thời tiết nắng nóng để đá đang tí tan hết nước luôn anh em ạ. À, đây này. Để có một tí là tan hết nước luôn. Đấy, bây giờ em sẽ lấy cái đá này ra. Đấy, dung tích của nó 1 lít thì cũng tương đối là đựng được nhiều các bác nhá. Đây, anh em chờ em chút xíu. Đấy, nó nước nó tan hết rồi nên rất khó lấy mọi người. Đấy, 3 viên này, một cái khay này rất là to nhá. 4 này. Đấy, 5 này. 5 viên mà vẫn còn chưa xi nhê gì anh em nhá. Đấy, bình nó cũng tương đối là to các bác ạ. Dòng này anh em đổ thuốc và thuốc lá các kiểu vào đây mình hữu hãm này, hoặc cà phê, hoặc trà vào đây. Hoặc nước chanh, rồi là một số cái quả trái cây anh em xay đổ vào đây để giữ nhiệt nhá. Cái phần này anh em đưa vào cũng được này, hoặc các bác có thể tháo rời ra được. Đấy, tháo rời ra được, mình không cần cái dòng này nữa cũng được anh em nhá. Đó, mọi người thấy không? Mọi người đặt vô đây là xoáy chặt vào thôi. Nó giữ nhiệt cho anh em cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy, giữ nhiệt cho anh em cực kỳ tốt luôn. Bình dung tích của nó là 1 lít. Đấy, có cái phễu này. Đấy, để anh em rót này. Bình Roshirushi anh em nhá. Rồi, và thế là mình thưởng thức thôi anh em nhá. Thưởng thức thôi. Đấy, nó giữ nhiệt đây, rót này này. Đấy, là anh em có ngay một cái ly nước lạnh rồi. Và nó sẽ không có bị tan nhiệt như một số những cái mẫu khác anh em nhé. Đấy, đây này. Rất là đẹp. Đấy, rất là đẹp cho anh em. Giá em gửi đến cho anh em mức giá là 200k bao ship cho anh em nhé. Đấy, 200k. Rồi, thanh LED 12V anh em nhé. Thanh LED 12V này. Ở đây là những cái mắt LED của nó là mắt LED bi này. Mắt LED bi siêu sáng luôn anh em ạ. Sáng lắm. Dòng này thì mặt của nó là mặt tản nhôm, rất là bền. Đấy, mặt nhôm này, rất là bền. Một thanh như này thì nó sẽ có 2, 4, 6, 8 8 bi LED mọi người nha, 8 bi LED. Dòng này anh em để đờ co trang trí và tủ hoặc là tủ rượu các kiểu đẹp lắm mọi người ạ. Nó là một cái ánh sáng xanh. Lát anh em sẽ test thử luôn cho anh chị em. Thì cách đấu là như sau. Đấy, cách đấu như sau anh em nhá. Để em sẽ hàn luôn cho anh chị em luôn này. Đây, anh em đấu như này nhá. Ở đây thì nó có C1, C+ và C+ này. Đấy, là một cực dương nhá. Ở đây và cái cực bên ngoài cùng như này là cực âm. Còn hai cái chân giữa này. Đấy, thì anh em bỏ trống nhá. Bây giờ em sẽ hàn di một phát ở đây. Di một phát đây. Đấy. Anh em cần mỏ hàn thì bên em cũng có mỏ hàn luôn nhá. Anh em nào cần cái gì thì báo em. Đấy. Đó, nó như thế này. Mình bỏ hai cái chân giữa đi nhá. Mình bỏ hai chân giữa đi. Rồi, giá thì em gửi đến cho anh chị em mỗi thanh như này nó là 15.000 nhá. 15.000.
Còn nếu mà anh em mua cả vỉ, một vỉ của nó là 20 thanh. Đây đây này. Một thanh thôi. Đó. Thì cái này nó là bằng nhôm này, bằng nhôm này thì kích thước của nó đâu đó là khoảng tầm 50 phân. 50 phân. Đấy, 50 phân một thanh như này anh em về đờ co trang trí rất là hay luôn. Đấy thì em cũng chia sẻ rồi nhá và test thử ánh sáng cho anh em rồi. Và dòng này nó là 36V nhá, 36V. Đấy để anh em về chế cháo nhá. Đấy, sáng đẹp. Sáng xanh đẹp lắm. Em Thanh về được cái lô chảo nữa này anh em này, để phục vụ cho quý anh chị em nhá. Chảo này thì nó là chảo Nhật, chống dính cho anh em siêu tuyệt vời luôn. Đấy, mọi người có thể sử dụng là chảo đun bếp ga hoặc là đun bếp từ bếp hồng ngoại đều được hết. Dòng này nó là dòng chảo nhôm anh em nhá, dòng chảo nhôm. Đấy. Và đây là thương hiệu của nó là thương hiệu Shikisai. Đấy, thương hiệu Shikisai này, áp chảo bò này, bò áp chảo này. Kích thước là 28cm nhá mọi người nhá. Nó có thể xài được cả điện luôn này, xài điện được 110, 220 đều tuyệt vời hết. Chảo tức là bếp Đức, bếp Nhật đều làm được hết mọi người nhá. Rồi, đây là một số cái thông tin của nó bên ngoài và cán của nó này, siêu đẹp luôn. Đấy, cán của nó siêu đẹp luôn, có lỗ để anh em quài vào nhá. Rồi, phần này nó cũng được làm bằng gang này. Đấy, bằng gang hay bằng nhôm ấy, cái phần cán này nhìn nó siêu xịn luôn. Đấy, ở đây thì có cả tem nhá anh em nhá, có cả tem luôn này. Đó, mọi người thấy không? Rồi, phần đáy đi. Phần đáy của nó thì thiết kế những cái lỗ rỗ như kiểu thương hiệu Global ấy, lỗ rỗ như này. Nhưng mà thương hiệu của nó là thương hiệu Shikisai. Đấy. EST1976 in Japan. Đấy, Induction cái gì đây này. Đấy, tiếng chữ Nhật mọi người nhá. Đấy, rất là đẹp. Trơn tru này. Và dày dẫn nhá anh em nhá. Đấy. Lòng này chống dính cho anh em tuyệt vời lắm mọi người nhá. Giá con này là 350.000 đồng anh em nhá. 350.000 đồng cho một cái mẫu chảo 28. Giá là 350.000 anh em nhá. 350k cho một con này thôi. Đấy, bình thường các bác mua cái này dòng chảo tàu cũng đã mất 300.000 rồi. Đấy, chưa nói là cái dòng chảo này anh em nhá. Rồi ok. Con này là 350 này. Tiếp theo là dòng 24 thì em đang gửi đến cho anh em với mức giá là 320.000 đồng. 320.000 đồng. Nếu anh em mua 2 chiếc như này thì em sẽ bao ship cho anh em này. Đấy. Mua 2 chiếc một cặp như này thì bao ship cho anh em với và tính mức cứ giá chỉ còn là 320 350. Rồi. Giá cả cặp là 650 anh em nhá. 650 này. Đấy, 650k bao ship này. Ok anh chị em nhá. Ok anh chị em. Phẩm tiếp theo thì em về được cái lô đèn 4 cánh này. Bữa nay thì cái lô đèn 4 cánh này nó siêu đẹp luôn, nó làm nó bo góc cạnh này rất là đẹp. Đấy, mẫu này thì em rất ưng nên là lại lấy về để giao lưu cùng toàn thể anh em. Và cái dòng này giá của nó thì nó còn siêu hạt rẻ. Đấy, nó không như ngày thời xưa. Ở đây công suất thì nó ghi là 100W này, nhưng mà nó dùng điện là điện chip LED. Đấy, bóng của nó bóng chip LED. Chip LED nên là nó tiết kiệm điện hơn những cái dòng sợi tóc thông thường anh em nhé. Rồi, em sẽ test luôn cho anh em cái quả bóng đèn 4 cánh như này cho anh em coi này. Rồi, em chiến tạm một cái đùi đèn này luôn. Đấy, nó rất là sáng nha anh nhá. Đấy, rất là sáng này. Anh em thấy không? Chip LED rất là sáng. Đây, em bỏ ra này. Đấy, cực kỳ là tối nhá. Em đưa lên này. Đấy, anh em thấy không? Siêu sáng luôn nhá. Đấy, và em gửi đến cho anh chị em giá thì siêu hạt rẻ thôi. Giá siêu hạt rẻ cho một cái mẫu này. Đấy. Các bác vừa làm đờ co trang trí, vừa thắp sáng cực kỳ là ngon. Giá đèn 4 cánh 90.000 đồng. Đấy, 90k cho một quả như này. Bóng này vừa trang trí đờ co vừa sáng, rất là đẹp. Con này công suất ghi là 200W nhưng mà nó sẽ không đủ 200W đâu, nhưng mà nó sáng lắm mọi người ạ. Đấy, và nó là cái dòng LED. Nên là nó không có tốn nhiều điện như anh em đang nghĩ là 200W là nó như cái bóng sợi tóc đâu. Đó, nên là các bác dùng cứ yên tâm. Đấy, nhìn nhà em đang dùng hai quả bên trên này, anh em nhìn cái ánh sáng của nó chưa? Đó, đây này. Cái này thì cái bát tổng thể của nó là 50 phân nhá mọi người nhá. 50 phân. Tổng thể của nó là 50 phân và cái tâm này nó cũng sáng luôn này. Đấy, bằng cái bàn tay của em chưa? Rồi, giá 200.000 đồng trên một quả như này anh em nhá. 200.000 đồng trên một quả như này. Sản phẩm tiếp theo thì em về được cái lô vòi sen tăng áp. Đấy, vòi sen tắm tăng áp cho anh chị em luôn. Con này thì đúng là chuẩn bài luôn này anh em nhé, đúng chuẩn của tăng áp luôn. Đấy. Rồi, ok anh chị em này. Khi tay em cầm lên cái con sản phẩm này ấy, nó cực kỳ là chắc chắn anh chị em nhé. Chắc chắn ở đây là cái đầu massage này. Đấy, cái này là bằng cao su massage này.
Và đây là tăng, nó sẽ là xoáy ở đây này. Đấy, mình sẽ có các chế độ đây nha anh em nhé. Các chế độ đây, cầm nó rất là chắc chắn. Em thử xoáy thử ra xem nào. À, trong này nó còn một cái lõi lọc nữa này các bác này. Lõi lọc nữa để cho anh em có thể là mình lọc lọc mà nó ấy quá là mình bỏ đi. Đấy. Rồi ok, em test cho anh em coi thử cái dòng này. Đây. Đấy. Y chang anh em nhá, y chang luôn này. Đấy. Đấy mọi người thấy không? Rất là mạnh nhá. Các chế độ luôn. Đấy, nó tất cả là mấy chế độ các anh em nhá. Đấy, rất là mạnh và massage cực kỳ là sướng luôn các bác nhá. Rồi. Chia sẻ luôn cho anh chị em luôn. 135.000 đồng. 135.000 đồng cho một cái mẫu này. Đấy. Cầm rất là to tát như này anh em nhé. Cầm rất là to tát. Và đây là các chế độ của anh em này. Đấy. Cái phần này là phần massage được này. Rồi. Em thử xoáy cái này ra xem nào. Thấy nó hay quá nên là lấy về để ra giao lưu cùng toàn thể anh chị em này. Đấy. Mọi người có thể tháo ra để vệ sinh rửa sạch sẽ đi được. Cái tia nó không có bị tắc nữa. Nếu mà nó bị bẩn. Rồi ok anh em nhé. 135.000 đồng. Dây cáp sạc 120W anh em nhé. Và dây nó là cái dòng dây silicon 3 đầu cho các bác có thể là xài sạc iPhone, sạc thế hệ mới của Samsung Type-C. Đấy, và một đầu là USB đầu này là đầu đầu này là đầu cũ anh em nhé, đầu cũ này. Đấy, và cái phần dây này nó là dây silicon, nó chống đứt cho anh chị em được luôn. Đấy, chống đứt và có một cái này bó vào đây này. Đấy, dây da luôn nhá, dây da bó vào được như này. Đấy, bây giờ em sẽ cắm test thử luôn cho anh chị em này, cắm test thử luôn. Em sẽ cắm vào cái củ sạc dự phòng cho anh chị em coi luôn nhá. Đấy, khi mà mình cắm sạc dự phòng như này thì đèn nó sẽ báo hết này. Đấy, đèn này. Đấy, đèn báo này anh em này. Đấy, đèn báo này, phần đèn báo này, đằng sau này mình cũng nhìn được luôn này. Dòng dây silicon nó chống đứt cho anh em và công suất sạc của nó là 120W lận. Đó, sạc cực kỳ là ngon. Cái này được làm bằng hợp kim gang nhá, hợp kim gang luôn này. Đấy, cái này bằng thép này. Đấy, thép luôn này. Phần này cũng vậy này, chống đứt được cho anh em những cái phần đầu như này và phần đầu trên như này. Đó. Rồi, cắm sạc thì con nào nó cũng vô luôn. Đấy. Em cắm thử vào cái phần cái máy quạt phun sương như này nhá. Đó, đấy, em cắm quạt vào quạt phun sương này. Đó. Hết nước anh em ạ, hết nước nên là không phun ra được sương. Đấy, đổ thêm nước vô phun sương cho anh em cho nó hết cái không khí nóng đi nhá anh em nhá. Đợt bữa này nóng quá. Rồi, ok anh chị em này, cắm sạc vô. Ở đây dòng này em cắm tạm vào cái củ sạc dự phòng nhá. Vẫn xài bình thường. Đấy. Rất là mát, cái dòng này nó có 10W, rất là mát nhá. Sương ra này anh em này, 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, 3 nút là nó sẽ 5 tép xương ra ngoài. Đấy, anh em nhìn này. Mát cực kỳ luôn. Xương rất là mịn này. Xương tóe mẻ luôn. Đèn ngủ này. Đèn giờ tắt này. Đó, đèn giờ tắt này. Rồi, ok anh chị em nhá. Dây sạc, em báo dây sạc này. Giá là 100.000 đồng trên một sợi dây 3 đầu như này cho anh em dùng các thiết bị nhá. Các thiết bị 100.000 đồng trên một sợi dây như này, chống rối và sạc là 120W. Tiếp theo thì em lên giới thiệu đến anh em đó là cái mẫu quạt phun sương mini. Đấy, quạt phun sương, quạt bù ẩm cho anh chị em dùng trong căn phòng. Đấy, dây đeo đây các bác nhá. Chiều cao của nó là được 26 phân, chiều ngang là được 20 phân và độ dày của nó là 9 phân các bác nhá, 9 phân. Đó, rồi ok, cắp sạc của nó đây, anh em đổ nước vô trong này. Đấy, anh em đổ nước vô trong này. Nước thì các bác đổ khoảng tầm nửa lít nước vào đây thoải mái nhá. Số 1 này, số 2 này, số 3 này. Và phun sương ấn một lần thì nó sẽ ra sương, tép sương đầu tiên. Đấy, em đưa vào đây cho anh em nhìn kỹ hơn này. Đấy, sương của nó ra nhá. Ấn nút thứ 2 này là sẽ là 2 tép và tổng là 3 tép này.
ấn thứ nút thứ ba là tổng là 5 tép xương như này. Đó, 5 tép xương này, xương da rất là mát và mịn. Mịn mọi người nhá. Tức là mịn thì nó sẽ là mát mọi người ạ. Nước ở đây. Đấy, có cả cái phần gioăng này anh em này, phần gioăng để tránh nước nó văng ra ngoài các bác nhá. Rồi, quạt 5V nên là nó rất là mát mọi người ạ. À, 10W ấy, 10W. Đấy, rồi, anh em có thể ngửa lên ngửa xuống được. Em tắt quạt đi cho anh em nhìn cái phần xương của nó này. Đấy, mọi người thấy không? Xương da tuyết mẻ luôn. Rồi, ok anh chị em. Con này em lên thanh lý nốt cho anh chị em với mức giá đầu tiên nó là 250.000 đồng. Nay em thanh lý nốt cho anh em là 230.000 đồng các bác nhé. 230.000 đồng cho một chiếc mẫu quạt phun xương như này. Quạt phun xương như này. Mẫu dao này nó đến từ thương hiệu là Huilin, hàng Made in Germany anh em nhé. Made in Germany ở đây. Đấy, được bo cái đầu thép như này, không gọi là khấu đầu. Và cán của nó thì nó sẽ được làm bằng cán này, cán sợi carbon này. Đấy, cán sợi carbon luôn. Hàng liền thân, liền mạch hết như này. Đấy, chất thép thì anh em yên tâm là không bao giờ bị han rỉ nhá. Đó, bây giờ em đo thông tin kích thước luôn cho anh chị em này. 4/3 anh em nhá. Đấy, 4/3. Và chiều dài của nó này, nó được 21 phân. Đấy anh em nhá. Đây em cầm này. 21 phân là cái phần chiều lưỡi của nó. Tổng thể của nó được là 35 phân anh em nhá. 35 phân đây. Đấy. Phần cán của nó thì làm chắc chắn rất là xịn sò. Đấy anh em. Rồi em sẽ test cho anh em cái mẫu này nhá. Đấy, về cái độ sắc bén thì anh em khỏi bàn luôn này các anh nhá. Đó. Khỏi bàn luôn. Rồi nó đến từ thương hiệu hai người của Huilin đây này. Đấy, dao chất thép Huilin. Made in Germany. Đấy, dòng dao Đức. Rồi ok anh chị em nhá. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em này, báo em. Giá siêu hạt rẻ luôn. Giá của nó chỉ có mẫu này anh em gọi đó là mẫu H2 giúp em nhá. H2. Đấy, H2 là nhân viên nó sẽ các bạn nhặt hàng các bạn ấy biết được cái mẫu này rồi. H2 giá 190.000 đồng anh em nhé. Đấy, siêu hạt rẻ cho anh chị em rồi. Đấy, độ dày của nó thì đâu đó là nó được khoảng tầm 2 ly. Đấy, em đo luôn cho anh em luôn. Đấy, hơn 2 ly anh em nhé, hơn 2 ly. Ô kéo cắt vải của Nhật anh em này. Ô kéo cắt vải của Nhật này. Kéo này kéo 12 inch anh em nhé. Con này thì bao sướng luôn rồi anh em ạ. Đấy, dòng kéo cắt vải mà sống rất là dày dẫn như này. Rất là dày dẫn như này. Đấy, người ta nói là kéo cắt vải thì chỉ cần những cái đầu mũi như này này. Đấy, nó phải sắc ở những cái phần đầu mũi như này anh em nhá. Đấy. Rồi ok anh chị em này. Mẫu này thì siêu sắc luôn. Nó gọi là kéo cắt vải mà nó phải sắc bén anh em nhá. Sắc bén. Đấy. Em đo kích thước luôn. Tổng chiều dài của nó là được 30 phân anh em nhá, 30 phân. Và cái phần lưỡi của nó đây, phần nguyên cái phần lưỡi cắt được của nó ấy là 13,4 phân. Đó, bằng 13,3. Đấy, rất là khít luôn này anh em nhá. Rồi ok, mẫu này giá là 200.000 đồng. 200k mẫu kéo cắt vải các bác nhá. Tiếp tục là đũa Nhật anh em nhá. Đũa Nhật này. Đũa Nhật thì bộ đũa này là bộ đũa cao cấp này. Một hộp này nó có 5 đôi thôi. Đấy, hàng thương hiệu Shikisai nhá. Shikisai hàng Japan này. Hàng Made in Japan, chịu nhiệt độ nóng là 260 độ C, âm 10 độ C và kích thước của nó là 24,3 cm. Đấy, kích thước là 24,3 cm anh em nhá. Đây một hộp em đã bóc ra rồi mà không biết là đâu. Đây em bóc hộp mới cho anh em coi. Rồi em bóc một cái hộp mới cho các bác để các bác khảo sát qua nhá. Đấy, khảo sát qua. Đấy, anh em nhìn này, một cái bộ này thì nó gọi là bộ siêu xịn rồi. Đấy, thương hiệu nó được in trên thân đũa như này nhá. Thân đũa này thì nó được làm bằng sợi carbon, anh em, sợi thủy tinh tổng hợp cho anh chị em này. Đấy, phần đầu đánh những vân nhám nhá các bác nhá. Phần đầu đánh những vân nhám và thân đũa thì nó được làm những cái tay cầm này, cầm rất là chắc chắn cho anh chị em, thương hiệu Shikisai này. Đấy, phần đầu của nó thì nó có những cái bông họa tiết bông hoa ở đây. Đấy, các bác dùng rất là xịn sò trong một cái bữa ăn nhá. Rồi ok,
Em báo giá cho anh em là 100.000 đồng trên một hộp nhé, 100k trên một hộp đũa 5 đôi như này. Đấy, để anh em sử dụng cho nó xịn sò, xịn sò con bò anh em nhé. Ok anh em này, 100k này, 100k đũa 10 đôi, à đũa 5 đôi, đũa 5 đôi. Anh em ứng cái mẫu này thì giá của nó là 180.000 nhá, 180.000 cho một cái mẫu kéo cắt gà như này. Đấy, anh em cắt gà 3-4 ký thoải mái nhá. 3-4 ký thoải mái chú giúp em. Đó, ok anh chị em này. Tiếp tục thì em còn một cái mẫu nạo của thương hiệu Winling anh em này. Nạo này nạo đa năng rất là hay cho anh chị em. Các bác có thể là nạo những cái củ quả trái cây, rồi là chúng ta có thể nạo những cái sợi củ quả ra để chúng ta làm nộm nhá, để làm món khai vị. Đó, thì hàng này thì nó là thương hiệu của nó, thương hiệu Winling này. Đấy, logo hai hình người đây. Và ở đây nó sẽ sử dụng cho anh chị em là hai cái lưỡi. Một cái lưỡi này là lưỡi nạo sợi này, một lưỡi này là lưỡi nạo bào nạo thông thường này. Phần đầu này anh em có thể khoét những cái mắt sâu nhá. Thì cách sử dụng thì anh em cứ tì cho em một cái lưỡi đây này, tì cái ngón tay vào đây và mình nạo cứ thế là nạo vào thôi. Đấy, cực kỳ là ấy thôi. Còn anh em cầm nguyên như này á, nạo thì nó sẽ không được chính xác cho lắm đâu nhá. Đấy, anh em cứ đặt cho em cái ngón tay vào đây tì để giữ lại cái lưỡi này nó không có bị lung lay nữa. Đấy, là mình nạo rất là ngon. Đó, ok anh chị em này, một cái mẫu này. Đấy, giá của nó 80.000 đồng nhá, 80.000 đồng. Hàng của thương hiệu Winling này. Đấy, đây là vân tay em có cầm mà nó có vân tay rồi anh em nhé. Rồi 80k cho mẫu nạo đa năng. Rồi em sẽ test cho anh em cái con dao này nhá. Đấy, đây là em chặt này, chặt giấy nha các bác nhá. Đấy, chặt giấy nhá mọi người nhá. Rồi thử con thái bản giấy xem nào. Con này con chặt rồi, hai con nó cũng xem giống nhau các bác nhá. Hai con nó xem giống nhau. Con này con chặt rồi. Đấy. Con to bản này con thái này. Còn con bé bản là con bé bản là con chặt các bác nhé. Rồi ok anh em này. Đó. Rất sắc nhá. Đó, anh em nhìn. Rồi đây là cái mẫu dao Đức mọi người nhá, dao Đức Winling. Anh em nào cần cái mẫu này thì có thể báo em, giá của nó là 1.000.000 đồng, 1.000.000 đồng trên một cái bộ như này thôi anh em nhá, và bao ship tận nơi cho anh chị em. Rồi tiếp tục đá mài Nhật anh em nhá. Đá mài Nhật thì lên cho anh em một cái mẫu đá mài 5.000-10.000, tức là độ thô là 5.000, độ mịn của nó là 10.000. Hàng này hàng của Nhật này, thương hiệu là Katashiwa này. Đấy, giá 150k trên một con thôi anh em nhé. Còn cái mẫu đá mà 3.000, 8.000 như này đều có lót cao su anh em mài dao là không có bị trơn trượt nữa. Đấy, 3.000, 8.000, giá là 130.000 đồng anh em nhé, 130k cho một cái mẫu đá mài. Còn những cái dòng liếc như này, liếc này, liếc tròn của Nhật đây. Đấy, Made in Japan này, giá 130.000 thôi anh em nhé, 130k cho dòng liếc tròn. Và cái dòng liếc dẹt đây, hàng Made in Japan này giá là 150.000 đồng anh em nhé. Đấy, 150k, em giới thiệu rất là nhanh cho anh chị em nhé. Rồi, ok anh chị em này. Đấy, rất là đẹp cho một cái mẫu như này luôn. Đấy, rồi xong rồi em sẽ đo luôn cho anh em nhé. Đo luôn cho anh em luôn. Con này thì nó siêu sắc bén luôn này anh em này. Đấy, các bác thấy không? Kể cả cái phần ngọn nhá, phần lưỡi, đầu lưỡi như này. Đấy, đầu lưỡi như này. Đấy, rất là sắc bén là phần cán này. Đó, mọi người thấy không? Tức là mình cầm nắm này này, chỗ này, phần đầu này là nó sẽ làm theo kiểu là dạng bo như này. Đấy, để vào những cái khớp như này, cầm nắm rất là, người Nhật rất là tinh xảo luôn. Đấy, mọi người thấy không? Đó. Rồi, ok anh chị em nhé. Mẫu này em đang gửi đến cho anh chị em với mức giá là 350.000 đồng anh em nhé. 350.000 đồng trên một cái mẫu như sashimi như này. Lưỡi dài của nó thì đây em đo trực tiếp luôn này.
Rồi lưỡi, bản lưỡi của nó là được 3 phân rưỡi anh em nhé, 3 phân rưỡi. Và tổng thể cái lưỡi này nó dài là 26,9 phân. Tổng thể của nó này nó là 42,5 nhá, 42,5 phân. Đấy tổng thể của nó. Rồi ok anh chị em, mẫu này giá là 350.000 đồng. Anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em này. Quan tâm đến cái mẫu này báo em nhé. Đấy. Phần cán của nó làm siêu đẹp luôn này, anh em thấy không? Bo góc các kiểu. Rồi. Còn rất nhiều các mẫu dao anh em nhá. Sau thì em về thêm được cái mẫu đèn học anh em nhá. Mẫu đèn học này cực kỳ là chất lượng này. Đấy, em thâu được cái dòng đèn học này, giá của nó cũng rất là rẻ thôi mà nó chất lượng mọi người nhá. Ở đây thì nó có hai cái ống đựng bút này. Đấy, ống bút, và nó sẽ tặng kèm cho anh em cái dây này. Dây này để anh em cắm vào cái củ sạc điện thoại của các bác nhá. Dòng này nó có cả tích điện luôn cho anh em này. Đấy. Rồi nó có ngửa lên cho anh em được như này luôn. Đấy, và ngửa ra, ngửa rô. Đấy. Giải đèn led là có 3 giải đèn led, giải đèn led màu vàng, màu trắng và giải đèn led trung tính. Đấy, rất là hay luôn. Các bác có thể chỉnh được. Ở đây thì nó làm cái dạng nhựa giả da rất là đẹp. Rất là đẹp đây. Rồi, cảm ứng này mọi người nhá, cảm ứng này. Lên này, màu trắng này. Đấy, màu ánh trắng, ánh sáng trắng vàng này. Đấy, trắng vàng. Để cho anh em làm việc cực kỳ là hay luôn. Rồi, cái mặt này thì nó có cả đồng hồ nhiệt độ. Anh em ấn vào đây, on off này. On này. Là mở lên này. Đấy, nhiệt độ bây giờ buổi tối là đang 28 độ này. Đấy thì cái này các bác chỉnh giờ đây giúp em nhá. Chỉnh giờ giúp em. Ở mod đây này, tiến này, giảm này. Đấy, tiến giảm ở đây. Đấy. Modea này. Đấy, từ nó là Modea là menu đấy. Đấy, anh em tiến giảm ở đây. 49 này. Đấy. Anh em tiến giảm ở đây thì chỉnh ở đây nhá. Rồi. Lên cho anh em cái mẫu đèn đèn học đa năng như này. Đấy, đèn học đa năng bằng led. Giá của nó là 190.000 đồng anh em nhá, 190.000 đồng. Rất là cứng cáp này. Kích thước của nó đâu đó để em đo luôn. Kích thước chiều cao của nó này, nó là 32 phân anh em nhá, 32 phân. Và cái chiều đèn của nó như này, nó tỏa ra như này, nó là 25, hơn 25 phân anh em nhá. 25 phân. Rồi, giá 190.000 thôi anh em nhá, 190k. Các bác nào sử dụng cái mẫu này cho các cháu chắt nhà mình học hành, rồi mình có thể làm việc trong một cái ánh mắt nó đỡ bị nhức mỏi anh em nhá. Đấy, nó có 3 giải led, 3 giải ánh đèn. Tiếp tục là những cái khò đồng của thương hiệu Kabushi Japan. Đấy, khò này thì nó là khò cao cấp rồi anh em ạ. Đấy, màu này màu vàng gold rất là đẹp như này. Đấy, tự động đánh lửa, phần đây là phần đầu gió này, phần đây là phần chỉnh giò, chỉnh ga này. Đấy. Còn các bác đánh lửa ở đây, đánh lửa ở đây. Rồi, ở đây thì nó có thương hiệu của Kabushi Japan anh em nhé. Kabushi Japan. Phần đầu của nó tương đối to, các bác nhìn cái phần đầu dây đồng của nó này. Đó, mọi người thấy không? Rồi ok, em kết nối với bình ga thử xem cho anh em coi luôn nhé. Bật thử luôn cho anh chị em coi luôn này. Đấy, em chưa thả ga. Đấy mọi người nhá. Đó, rất là to. Anh em chỉnh gió đây này. Đấy, chỉnh gió đây nữa được này. Đó, và em cho nhỏ lại đi. Đấy, em cho nhỏ lại nhá. Đấy, thì nhỏ lại thì anh em có thể nhìn thấy được cái ngọn lửa xanh nhỏ chút xíu thôi. Để nhỏ chút xíu thôi anh em cũng chỉnh được luôn này. Đấy, ok anh em chưa? Nhiều anh em dùng vào công việc rất là nhỏ nhỏ này, ga rất là nhỏ như này thôi. Rồi ok anh chị em này. Rồi. Giá 170.000 đồng trên một cái khò ga Kabushi này, hàng xịn sò luôn cho anh em này. Đấy. Hàng xịn sò cực kỳ luôn nhá, ống đồng này. Rồi, ok anh chị em, bác nào cần thì báo này. Tiếp tục em lên cho anh em cái mã đèn pin này. Con mã đèn pin này thì nó là dòng đèn pin phá kính cắt dây này. Đấy, đầu đèn của nó đây. Con này được làm bằng hợp kim nhôm anh em nhé. Ở đây thì nó tích hợp cái la bàn bên ngoài luôn. Tích hợp la bàn bên ngoài luôn. Đây là phần cắp sạc của nó này. Sạc có bóng báo và nó có thể sạc được qua thiết bị khác đều được này. Đấy thì em test luôn cho anh chị em. Đấy. Đèn của nó đây nhá, đèn của nó rất là sáng như này. Đấy, giảm ánh sáng này. Nháy này.
Rồi, mọi người muốn chuyển chế độ về đằng sau như này thì mọi người giữ lì cho em nhé. Đấy. Đấy, nó cũng có chế độ như vậy thôi. Thì ở đây nó có cái nháy chạy, nháy đuổi là nháy màu đỏ và màu xanh như này. Đúng kiểu đèn cảnh sát luôn anh em nhé. Về cái đằng sạc ấy của nó ấy, thì các bác xoáy cái này ra. À đây, sạc của nó ở trên này rồi anh em nhé. Em nhầm cái mẫu cũ. Ở đây nó có một cái loa này. Đấy, nó có một cái loa này, anh em ấn vào đây nó kêu luôn nhá. Đây, anh em chờ em chút xíu đây. Đó, mọi người thấy không? Kêu rất là to. Mình xoáy cái này mà thì nó kêu vừa thôi. Đấy. Chứ còn mở ra thì nó xoáy, nó kêu rất là to mọi người ạ. Rồi, ok anh chị em. Mẫu này em gửi đến cho anh chị em với mức giá là 220.000 nhé các bác nhé. Chỉ có 220.000 thôi. Hàng Policare Made in Japan, nó sẽ soi được 600m cho đến 1.000m này. Đấy, ok anh chị em. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em này, báo em. 1m6 nó lại lọt bên trong anh em nhá. Con 1m2 thì có một vỏ gối thôi, tại vì nó là dành cho một người. Nhưng mà 1m6 này thì từ 1m6 trở lên, 1m5 trở lên, 1m6, 1m8, 2m thì đều có hai vỏ gối cho anh chị em nhá. Mặt, một mặt của nó là mặt có chiếu mây nhá, một mặt chiếu mây. Rồi em chia sẻ tiếp này, em dở ra đây. Đấy, những cái đường kim mũi chỉ của nó thì cực kỳ là xịn sò anh em nhá. Đấy, các bác mà giải ra nằm rất là mát luôn. Rồi, ok. Con này nó sẽ là hai mặt, anh em chờ em để em giải đây nhá. Và tem mác của nó này. Đấy. Rất nhiều các chữ Nhật ở đây, rất nhiều các chữ Nhật ở đây anh em này. Rồi, nó là 69 yên gì đó đây này. Nhưng mà con này dòng này nó là gia công bên China anh em nhá, gia công ở bên China cho anh chị em. Nên là anh em cứ yên tâm nhá. Đấy, nó là chiếu mới nên là đa phần nó gia công ở bên bên Trung Quốc hết anh em ạ. Bây giờ để gia công bên Nhật thì những cái hàng mới thì không có đâu anh em ơi. Đấy, một mặt của nó thì đây nhá. Mặt là mặt lụa này. Đấy, mặt lụa anh em nằm vào mùa thu. Đấy, mùa thu. Rồi, mình nằm mùa hè này thì mình lật xuống mặt, nằm cái mặt chiếu mây này. Đấy, chiếu mây này. Đó, anh em nhá. Những cái đường kim mũi chỉ nó làm thì siêu siêu xịn luôn. Đấy mọi người nhá. Nằm rất là mát. Rồi, em sẽ báo giá luôn cho anh chị em nhá. Tổng thể thì em có đang có 4 mẫu anh em nhá. 1m2 này. Đấy, 1m2 x 2m giá là 350.000 đồng. 1m6 2m là 400.000 đồng, 1m8 2m là 420 và 2m x 2m2 450.000 đồng. Thì em sẽ bao ship tất cả các đơn hàng do cho cái dòng chiếu này như này. Đấy, thì các bác nào quan tâm đến thì báo em nhá. Đấy thì anh em chụp ảnh lại màn hình lại giúp em này. Đấy, giá là 350, 400, 420 và 450.000 đồng. Ok anh chị em nhá. Kính con này anh em này. Đấy, còn nguyên thùng như này. Thì em cũng đã bóc một con ra đây rồi về chia sẻ đến anh em này. Đấy, còn nguyên thùng này các bác này. Đấy. Hàng còn nguyên thùng nhá các bác nhá. Đây giấy của nó này. Đó mọi người thấy không ạ? Rồi con này thì nó là đài CD, cassette, radio, FM đó, FM. Thì các bác sử dụng cho em đĩa CD hoặc là đài cassette, cái đài băng đây này, mọi người này. Đấy, đài băng, hàng mới tinh như này. Rồi em sẽ cận cảnh cho anh chị em nhá. Phần đĩa của nó thì nó sẽ nằm ở đây anh em nhé. Đĩa là đĩa CD mắt thần là mới, kính con này là anh em xài thoải mái giúp em. Đấy, để cho anh em nghe đĩa CD hoặc các bác có thể like ra cái âm ly đều được. Đấy, ở đây thì nó có thêm một cái cổng aux nữa đâu nhỉ. Đấy, đợi em chút xíu. Có thêm một cái cổng aux nữa này. Đây là dùng bằng pin này anh em nhé. Đây là anh em có thể sử dụng bằng pin được. Rồi. Thông số của nó nhé, nó sẽ xài điện là điện 100 này. Nếu các bác dùng điện pin ấy thì nó là DC 9V. 9V. Đấy, còn đây là AC 100 và công suất là 112W này, tần suất 50/60Hz. Con này thì hàng Nhật nhưng mà nó được gia công ở bên Made in China anh em nhé. Đời 2019 à 2018 thế này. Nó ở bên hông này anh em nhé. Nó có một cổng mic này, cổng ra nghe nhạc này. Đấy, anh em cắm nhạc vào đây, cắm lỗ vào đây để ra âm ly, rồi là ra các thứ anh em nhá. Rồi cái này là không biết là đường cổng gì này.
Đây là âm cái to âm nhạc ở cái phần năng này. Đấy anh em nhá. Rất là hay luôn. Ở đây thì nó sẽ thiết kế hai loa. Rồi, bây giờ em không có đĩa, CD thì và không có cassette thì em sẽ thử cái FM cho anh em xem nhá. Xài điện 100. Đấy, thì nhưng mà em sẽ tặng cho anh chị em cái cục nguồn như này để các bác xài luôn. Và cái máy, cái đài này. Đấy, tặng kèm cho các bác cái cục nguồn luôn. Để anh em cắm điện 220 bình thường. Ở đây thì anh em sẽ sử dụng cho em cái nút nguồn ở đây nhá. Nguồn ở đây này. Đấy, là ra CD này, anh em mở FM này. Đấy, AM này. Đấy. Sau khi nghe thông tin chuẩn bị triển khai xây dựng đấy, mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cho cháy to nhỏ ở đây nhá anh em nhá. Cho to nhỏ ở đây. Dân phố số 1, phường Thượng Đình. Các bác có thể là kéo cái này lên được này. Đấy, kéo cái anten lên. Nhận được những phản hồi rất tích cực. Rồi. Bà Hạnh. Nếu mà các bác muốn dò kênh, các bác muốn ở đây. Đấy, ấn ở đây. Giữ lì là nó sẽ chạy này. Đấy, nó sẽ chạy thôi. Đấy. Trước khi được lắp, chúng tôi đã được công an quận cho đi học lớp phòng cháy chữa cháy. Hiện tại là em đang mở cái kênh 91 MHz của VOV giao thông. Gia đình như nào? VOV giao thông. Cái tổ liên gia phòng cháy chữa cháy bấm chuông. Con này kích thước của nó là khoảng 30 phân. Cái độ dày khoảng 15 gì đấy. 15 mọi người nhá. Tôi cảm thấy cái này là cái thiết thực cho bản thân gia đình chúng tôi, cho mỗi gia đình. Rồi, ok anh chị em này. Còn theo ông Trần Thái. Hàng mới đời 2018. Việc xây dựng đời 2018, các bác nào cần báo em nhé, báo em. Giá em gửi đến cho anh chị em mức giá là 730.000 đồng, em bao ship đến tận nơi và tặng kèm cho anh em cục nguồn. Các bác chỉ về việc cắm điện 220 là mình xài thôi. Đấy, anh em có đài, có đĩa CD thì anh em ấn bật đây. Đấy, mình dùng. Ở đây thì em đang có cái đĩa VCD nên là nó không mở được. Em cũng có kiếm rồi nhưng mà nó không có đĩa CD anh em ạ. Đấy mọi người này, CD này, mở CD này. Đấy, mở CD nhưng mà nó là cái đĩa VCD này, nó không nhận. Nó chỉ nhận những cái dòng CD thôi anh em ạ. Đấy, đang quay rất là tít đây. Rồi, giá là 730.000 đồng, tặng kèm cục nguồn. Các bác nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em nhé. Đấy, siêu đẹp luôn. Đài Nhật mọi người nhé, đài Nhật. Sản phẩm tiếp theo thì em giới thiệu đến toàn thể các bác những cái ổ đúc cao su chín công trình để anh em về lắp đặt nhá. Ổ này thì ổ đúc dẻo và chống vỡ cho anh chị em này, giá là 50.000 đồng trên một chiếc nhé, 50.000 đồng trên một chiếc. Rồi, tiếp theo là ổ đúc năm, đấy ổ đúc năm giá cũng là 50.000 đồng trên một chiếc này. Ổ đúc vàng có công tắc này anh em nhá, ổ đúc vàng có công tắc, có bóng báo nguồn ở đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai ổ cắm này. Bên đằng hông này cũng vậy này, có cả ổ cắm chéo luôn nhá các bác nhá. Anh em xoáy cái phần này vô và mình lắp điện vậy là ok thôi. Đồng giá là 50.000 đồng trên một ổ như này. Còn là phích cắm mọi người nhá, phích cắm ổ đúc như này, có bóng báo nguồn. Có bóng báo nguồn ở đây, giá đều là dạng con này là 20.000 đồng trên một chiếc các bác nhá. 20.000 đồng trên một chiếc. Sạc ắc quy thông minh của Puxu anh em này, Puxu. Con này thì ở đây em đang có hai mã nhá, một mã là bình 12V, một mã là 24V, 12-24V đa năng. Dòng này cực kỳ thông minh luôn, có cánh quạt tản nhiệt, mọi người sử dụng sạc bình đầy nó sẽ tự ngắt cho anh chị em luôn. Đấy, và báo thông số đây, thương hiệu Puxu, có tính năng sạc khử xung phát nhá, 12V 4A. Và chúng ta sẽ xài được bình 100Ah này, 100Ah. Đó. Quýt ra của nó là 13,8V cho đến 15,5V, max là 5A. Và input đầu vào thì điện 100 được, điện 224V 40 cũng được. Tại vì nó là hàng châu Âu mà, nên là nó sẽ sử dụng được rất là nhiều các dòng điện. Con này sạc đầy tự ngắt và nó báo cả nhiệt độ trong bình này. Đấy, dòng của bình của mình là được còn bao nhiêu thì nó báo đây. Dòng của em giờ chỉ còn có 10,1V thôi. Đấy, áp tụt áp rồi. Con ắc quy này bị tụt áp rồi. Đấy, ắc quy Đồng Nai, xe máy, xe Honda. Đó, thì mình chỉ cần ghim điện vô là ok thôi. Đấy, báo đèn luôn. Rồi,
Khi mình cắm điện vô thì nó sẽ báo cái dòng đẩy pin vô anh em nhá, đẩy dòng A vào. Ok nhá. Giá con này thì siêu rẻ rồi, giờ nó chỉ còn 190.000 thôi. 190.000 đồng cho một cái sạc Aqui Puxu thông minh như này. Aqui đa năng sạc 12-24V đều được anh em nhá. Con này thì nó cũng đến từ thương hiệu Puxu. Và em đang gửi đến cho anh em với mức giá 360.000 đồng này. Nay thì giá tốt nhất có thể cho anh chị em để dùng cái mẫu này. Đấy. Lô này về thì giá nó rẻ hơn những cái video trước rất là nhiều rồi. Con này Puxu 12V 8A cho đến 24V 4A. Và maximum của nó thì anh em có thể sạc được bình là 150Ah này. Đấy, thương hiệu Puxu input và là điện 100 cho đến 240V. Đấy, rồi AC là 12V cho đến 24V. Sạc tự ngắt có quạt tản nhiệt. Đấy, rồi là rất nhiều thứ ở đây. Rồi. Con này thì cực kỳ là thông minh, kể cả các bác cắm ngược chiều cũng không có vấn đề gì, nó sẽ không có hoạt động, mà cắm đúng chiều thì bắt đầu nó mới hoạt động này. Đấy, chờ em chút xíu hướng dẫn mọi người cách dùng luôn. Rồi, đây là sạc nhanh này, anh em ấn ở đây phát này, sạc bình khô này, sạc mô tô xe máy này, tính năng sạc khử xung phát và tính năng repair này. Đấy, repair thì nó sẽ là khử những cái xung phát nó kết tủa lên những cái đầu này. Đấy, để khôi phục bình ắc quy cũng như giữ tuổi thọ cho nó lâu hơn. Còn đây sạc nhanh thì anh em đừng có sạc tận dụng nhiều nhá, thi thoảng mình sạc thôi. Còn đây các bác cứ sạc cho em cái bình mô tô này. Đấy, nhiệt độ bình bây giờ nó đang 31 độ C này. Đấy, cắm điện vô là bắt đầu cái này nó nhảy lên thôi. Đấy, sử dụng rất là đơn giản mọi người nhá. Đấy, mọi người không cần phải chỉnh gì đâu, kể cả bình 24 thì tự động nó đẩy cái dòng A của nó vào để nó nạp cho anh em nhá. Đấy, không cần phải chỉnh chọt gì cả. Rồi, giá con này 330.000 đồng bao ship cho anh em đến tận nhà. Đấy, 330.000 đồng các bác nhá. 330.000 đồng bao ship cho anh em. Rồi tiếp theo thì em có những cái mẫu bơm 2T này. Bơm 2T của thương hiệu Stanley. Stanley nó là cái mẫu bơm mới tinh còn nguyên hộp như này. Con này thì khung sườn cực kỳ chắc chắn và thương hiệu của nó là Stanley Japan anh em nhá. Stanley Japan như này. Đấy. Ở đây bơm tối đa cho anh em là 10 kg hơi. Đấy, 10 kg hơi. Phần đầu bơm này. Đấy, công năng sử dụng thì anh em dận chân như này. Đấy, để em cho anh xem cái kim bơm lên nhá. Đấy, em giữ này. Đấy, kim nó sẽ lên. Bình thường nó sẽ lên, còn đây em bỏ ra thì nó sẽ không lên nhá. Còn đây em giữ vào đây này. Đấy. Kim nó sẽ nảy khi mà hơi nó vào nó nén, nó sẽ biết được bao nhiêu kg hơi luôn nhá. Thương hiệu Stanley Japan. Anh em nào cần cái mẫu này thì báo em nhé. Giá 250.000 đồng bao ship tận nhà cho quý anh chị em này. 250.000 đồng trên một cái mẫu bơm Stanley như này. Bơm 2T anh em ạ. Tiếp theo là những cái vòi xịt nước tưới cây, tưới phong lan, rồi vòi xịt tưới đa năng anh em nhé. Con này thì hàng của Trooper này. Đấy, Trooper hàng châu Âu luôn cho anh chị em này. Các bác nhìn cái chất liệu nó làm thì đã thấy là nó xịn sò rồi. Ở đây thì nó có rất nhiều các chế độ. Đấy, chế độ này, anh em nghe tiếng này đã biết là nó xịn sò rồi. Đấy, và quay ngược lại này. Rồi, ở đây thì đầu tia, đầu phun sương, rồi các kiểu đầu rửa xe. Đấy, các bác về cho cái ống nước vào đây, đầu máy bơm các kiểu vào đây là anh em xài ngon luôn nhá. Đấy, tay cầm này, tay bóp này. Rồi, ok anh chị em, giá 70.000 đồng các bác nhá. Giá 70.000 đồng. Giá cắt của Kabushi anh em này, dòng giá cắt tốt nhất trên thị trường đây anh em nhé. Dòng này thì cắt cực kỳ là mượt và êm anh em nhé. Và cái anh em nhìn cái phần lưới của nó này, nó dòng này nó không bao giờ nó bị vỡ răm bên ngoài đâu. Đấy, vỡ răm bên ngoài cắt cực kỳ là khổ luôn và nguy hiểm anh em nhé. Dòng này là nó có cả mã vạch cho anh chị em này, kích thước của nó là 10cm thì phải. Đấy, dành cho máy cắt con chuột, cắt sắt anh em nhé. Đấy, có cả mã tem, mã vạch cho anh chị em luôn này. Giá 5.000 đồng trên một viên, một hộp như này là 50 viên anh em nhé. Một hộp 50 viên. Cặp kìm nhá bộ mọi người nhá. Bộ này là bộ kìm 3 chiếc này. Đấy, bộ kìm này thì quá là chất lượng từ trước đến nay rồi. Nó là con kìm mỏ nhọn 8 inch, lưỡi dài 7 phân. Một con kìm cắt 7 inch. Đấy, kìm cắt cho anh em cắt đinh, cắt sắt, cắt vít nhá mọi người nhá. Một con kìm đầu bằng 8 inch nữa mọi người nhá.
Giá 3 chiếc này là 450.000 đồng bao ship tận nơi nhá anh em nhá. Đấy, con mỏ nhọn này thì anh em sử dụng nhiều thao tác lắm mọi người nhá. Dài, mọi người cắt được. Đấy, chất liệu của nó thì cực kỳ là xịn sò rồi. Đó, ok anh em này. Kìm tách dây điện. Kìm tách dây điện anh em này. Con này tách được dây đôi luôn. Đấy, tách đa năng anh em nhé. Thương hiệu của nó Kabushi và nhìn nó rất là chắc chắn như thế này này anh em này. Con này giá của nó là 170.000 anh em nhé, 170.000 đồng. Tiếp tục là những cái mũi mũi nối nhanh. Đấy, mũi nối nhanh của Bốt. Mũi nối nhanh của Bốt giá là 50.000 đồng, 50.000 đồng trên một chiếc các bác nhé. Đấy, nối nhanh thì anh em chỉ cần kéo xuống cho em như này này, nâng lên chứ mọi người, nâng lên và mình sẽ đưa vào cái này. Đấy, đưa vào này là mình xài thôi. Nối nhanh rất là hay. Các bác muốn chuyển khẩu này, hoặc các bác muốn chuyển một con vít chẳng hạn đây. Chuyển qua một con vít chẳng hạn này. Đấy, mọi người sử dụng rất là nhanh luôn. Anh em muốn sử dụng một cái mũi ngắn này, rất là ok luôn. Rồi, ok. Anh em muốn sử dụng một cái mũi Tarogen trong này. Đấy, rất là tiện nhá. Con này giá 50.000 đồng, 50.000 đồng trên một chiếc. Còn combo mũi vít The Watt em vẫn đang gửi đến cho anh chị em một combo 130.000 đồng gồm có 10 cây. 10 cây như này. Đấy, đợi em chút xíu nhá, em set up luôn 2 4 5 này. 6 này. Đây ạ. Đấy, thì nó cũng có mũi bốt mũi The Watt thì em cứ bốc lẫn lộn nhá. Gồm có 6 mũi, 6 mũi 5 sen. Đấy. Có từ tính nhá, có từ tính hết và 2 mũi. Hai mũi này là hai mũi 9 sen của The Watt này, có từ tính hết anh em nhá, của The Watt. Và tiếp tục là hai mũi 15 sen. 15 sen này sử dụng rất là hay luôn. Đấy, hai mũi 15 sen như này. Một combo này là 130.000 anh em nhá, 130.000 đồng trên một bộ như này. Đấy, để anh em về vít, đầu là đầu PH2 để cho anh em gắn vào những cái đầu này là gắn vào máy bắn vít nhá, mọi người nhá. Rồi là những cái tô vít mình xài cũng rất là được. Đấy, tôi vít rút ra rút rồi mình cắm cái này vào. Đó. Và mũi này thì nó sẽ không bao giờ bị chuyết đâu nha anh em nhé. Chỉ có vặn căng tay quá, mình dùng nhiều lực búa quá thì nó may chăng nó mới vỡ được cái này. Tại vì nó không bao giờ nó bị chuyết cái đầu này, chỉ có chuyết ốc của các bác thôi. Đấy, 130k anh em nhé. Rồi, thời tiết thì bây giờ rất là nắng nóng, thì em lại lên chia sẻ đến cho anh em cái mẫu quạt của Nhật anh em nhé. Thương hiệu của nó Technot, hàng nguyên thùng. Cái mẫu này là quạt lửng. Đấy, quạt lửng đường kính cánh của nó là 30 cm, hàng nguyên thùng như thế này anh em nhé, hàng nguyên thùng của Nhật. Xài điện là điện 100 anh em nhé, xài điện 100, vẫn còn nguyên giấy này, vẫn còn nguyên giấy này. Đấy thì em đang xài một con đây này. Đấy, thì chia sẻ luôn dòng này, dòng phím cơ cho anh chị em nhé, dòng phím cơ. Dòng này thì nói thật sự với mọi người là anh em và các bác cứ dùng trong trong phòng ngủ, phòng điều hòa thì đúng tuyệt vời luôn, đúng tuyệt vời luôn. Nó thương hiệu của nó là thương hiệu Technot anh em nhé, thương hiệu Technot này. Đấy, thương hiệu Technot số 2, số 3. Đấy, nó rất là êm. Kể cả anh em trong phòng bật điều hòa, anh em bật cho em cái phím 1 lên này, gió nó rất là dịu dàng thôi. Con này có thể nâng cao lên được như này luôn. Đấy, nâng cao anh em ấn cái này lên này, ấn cái này. Và mình sẽ nâng lên như này thôi. Đó, nâng cao lên được anh em nhá, nâng cao lên được. Rồi thì lát nữa em sẽ đo thông tin kích thước cho anh chị em luôn. Nó chỉ có 43 cho đến 49W thôi anh em nhá. Đấy, xài điện là điện 100 này, điện 100 tần suất là 50/60 Hz, hàng của Nhật nhưng mà nó gia công bên made in China. Đấy. Rồi, ok anh chị em. Rất là mát nha mọi người nhá. Rất là mát thôi. Dây của nó này, hàng mới tinh mà. Dây mới tinh này. Đấy, dây mềm dẻo. Em sẽ đo thông tin cái kích thước của cái mẫu quạt này cho anh chị em nhé. Mẫu này mẫu anh em để vào giường để nằm điều hòa cực kỳ là ngon luôn. Chiều cao của nó có 67 phân thôi anh em nhé. 67 phân là phần thấp nhất. Còn nếu mà anh em có thể là nâng cao lên. Đây em sẽ nâng cao lên. Các bác ấn nút dưới này cho em này. Đấy, nó có một cái lò xo nó đẩy lên. Rồi em sẽ đo tổng thể của chiều cao của cái cánh, cái quạt, mẫu quạt như này. Đâu đó nó được khoảng tầm 70-80 phân nữa. Đây 85 phân anh em nhé. 85 phân. Nói chung là mẫu này nằm điều hòa là hợp lý anh em nhé. Hợp lý. Còn đường kính cánh của nó là 30 phân rồi.
lồng của nó thì nó đâu đó là được 35 phân mọi người nhá, hơn 35 phân đó. Rồi, hàng mới nguyên thùng anh em nhá, hàng mới nguyên thùng, hàng của Nhật mới nguyên thùng như này. Đấy, đây bên trong này anh em nhá. Đó, rồi anh em nào quan tâm đến cái mẫu này thì báo em, giá của em nó là 1.000.000 đồng nhé các bác nhé, 1.000.000 đồng bao ship tận nhà cho anh chị em. Ngoài ra ấy, thì anh em nào mà cần cái nhà chưa có biến áp để dùng cái con này á, nó xài điện 100 mà, thì đây em đang có cái cục nguồn này, cục nguồn này là 100 VA, thì anh em có thể xài được cái quạt này cực kỳ là ngon luôn và rất là xinh xắn này, em cắm bằng cái ổ điện này. Đó, cái mẫu nguồn này nó giá là của nó là 200.000 nhá, 200.000 của Vitanda, công suất là 100 VA.